Ngay từ những ngày đầu mở bán tour du lịch mùa xuân hồi giữa tháng 11, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh đã đông đúc thế này. Để chọn mua được một tour du lịch ưng ý trong dịp Tết âm lịch, bà Nguyên cũng như nhiều người dân khác tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến các công ty du lịch để tham khảo và tìm kiếm tour từ sớm. Chọn như vậy thì mình sẽ được cái giá cả tốt hơn. Mình sẽ chọn được cái tour ưng ý mà nó còn chỗ. Tại vì nếu có thể là mình đăng ký chậm thì nó sẽ hết rồi. Nó tương ứng với cái ngày mà mình có thể mình đi được. Nói chung là sắp xếp được thì mua trước cho nó thuận lợi. Có thể cũng là rẻ hơn nữa. Đi dịp Tết là theo kiểu như Tết nào mà con cái nó đi vắng thì mình ở nhà mà mình buồn thì mình đi Tết vào dịp Tết cho nó có bạn có bè cho vui. Theo thống kê của các công ty du lịch, vì Tết âm lịch năm nay được nghỉ 9 ngày, phù hợp với các chuyến đi dài ngày, nên các tour du lịch nước ngoài tăng mạnh. Đơn cử như tại Fiditour, lượng khách đăng ký mua tour đi Đài Loan tăng mạnh, nên đơn vị này đã phải chủ động tăng thêm 15% lượng tour so với kế hoạch ban đầu để đáp ứng nhu cầu của du khách. Tại một đơn vị lữ hành khác là Viettravel, mùa xuân năm nay đã chuẩn bị 150.000 chỗ phục vụ du khách, tăng 30% so với năm trước. Nhưng hiện tại, nhiều tour đi Úc, Mỹ hay các nước châu Âu vẫn đang cháy hàng. Các tour du lịch ở khu vực Đông Bắc Á, nhu cầu đăng ký tour rất cao. Tuyến du lịch Đông Bắc Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc là những tuyến có tốc độ tăng trưởng rất là mạnh. Và đặc biệt là đối với các tuyến du lịch Nhật Bản và trong thời gian vừa qua và bắt đầu trong mùa xuân này thì chúng tôi tổ chức 29 chuyến charter thuê bao nguyên chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Fukushima của Nhật Bản. Và những cái chuyến này thì những chuyến du lịch này đã thu hút rất là nhiều du khách. Và chính vì vậy mà cái năm nay tôi đánh giá rằng Nhật Bản sẽ là một cái điểm đến mà sẽ có cái tốc độ phát triển tương đối là tốt. Theo các doanh nghiệp du lịch, việc bán tour riêng mùa Tết đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến thời điểm hiện tại, các tour du lịch nước ngoài gần như đã bán hết, chỉ còn lại các tour trong nước. Về giá tour, các doanh nghiệp cho biết, dù các hãng máy bay trong năm nay đã tăng giá vé, nhưng mức tăng không đáng kể và chủ yếu tăng trong phí dịch vụ nên không làm ảnh hưởng đến giá tour.